Chào mừng ba bạn 9.000 anh em đam mê đã quay trở lại với shop Công Thành. Thì shop Công Thành chuyên bán những cái kính ngắm rất là xịn sò từ những hãng có tiêu chuẩn châu Âu như là Corus của Ý hay là Bressel của Đức. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái kính ngắm có xuất xứ từ Trung Quốc. Đó. Thì bên mình bán cả những kính ngắm Trung Quốc. Thì anh em nào ví dụ như là trong cái tầm giá rẻ rẻ thì anh em có thể lựa chọn những cái dòng của Trung Quốc. Còn nếu mà sự ổn định thì anh em nên dùng cái dòng Corus của Ý nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái kính ngắm đa chức năng, tức là vừa đèn tâm này, vừa laser này, mà laser nó lại còn trong ống kính nữa, rất là xịn sò. Đây anh em có thể nhìn thấy, đây là cái được gọi là cái VSM. VSM này nó có độ phóng đại từ 3 đến 9 lần, với cái độ phóng đại vừa phải từ 3 đến 9 lần và ống kính rộng 42 mm nhé. Đây. Cái này là laser đỏ có bên trong màn hình, rất là xịn sò. VSM 3-9x42. Đây anh em có thể nhìn thấy nó được thiết kế với cái chiều dài vừa phải, chiều dài thì tầm khoảng trên 30 cm thôi. Anh em có thể gắn được rất là nhiều các loại súng khác nhau. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ đi đến một vài cái chức năng của nó. Cái VSM đời mới này thì nó có cái thêm cái chức năng là chúng ta có thể điều chỉnh những cái đèn tâm rồi đèn laser ở trên cái núm này luôn. Đó, rất là xịn, rất là gần với tay, thì chúng ta chỉ cần nhấn vào những cái nút này thôi. Đó, đây là những cái nút bấm điện tử. Cái này nó rất giống với cái Corus AS34. Đó. Đây. Cái núm xoay này nhìn cũng rất là xịn luôn này. Đó. Nhìn rất là đẹp. Đây, độ phóng đại từ 3 đến 9 lần nhé. Đó, anh em có thể bắn xa, bắn gần, tùy thích. Thì chúng ta sẽ đi đến cái cấu tạo của nó. Thì đầu tiên đó là cái nút bật này. Cái nút bật này là chúng ta sẽ bật được cả laser và cả đèn tâm. Chúng ta phải bật cái này lên thì chúng ta mới thể điều khiển được cái này nhé. Thì chúng ta sẽ nếu mà ấn tắt thì tắt tắt tất cả cả laser và cả đèn tâm. Chúng ta bật lên vào nút on này. Đấy, on nó có dấu chấm này. Và cái chỗ này sẽ là để cái gắn cái pin pin khuy áo nhé. Thì chúng ta phải bật lên như này. Thì ở đây nếu mà chúng ta muốn bật cái laser thì chúng ta sẽ ấn nút này. Này thì laser đã xuất hiện rồi nha. Thì cái này trong đêm tối thì nó sẽ nhìn tốt hơn. Đó. Thì anh em nếu mà trong đêm tối thì anh em có thể bắn bằng cái laser này thay bằng cái ống ngắm. Đó. Còn trong ban ngày thì chúng ta nhìn qua ống ngắm và chúng ta vẫn có thể bắn được laser nhé. Đó. Laser đỏ này nếu mà không nhìn qua ống ngắm ở trong cái thời tiết quá nắng thì nó chỉ nhìn được vài chục mét thôi, 20-30 mét thôi. Còn nếu mà thời tiết sâm râm thì nó sẽ nhìn được xa hơn. Và những cái nút này để khi chúng ta muốn mở đèn tâm ấy, chúng ta sẽ ấn vào cái nút cộng hoặc nút trừ này nhé. Đây thì sẽ là cái tâm đỏ này, anh em có thể nhìn thấy này, tâm đỏ đã hiện lên rồi. Đấy, chuyển sang tâm xanh thì chúng ta sẽ nhấn nút C này. Đấy. Đấy, thì chúng ta ấn cộng hoặc là ấn trừ thì nó sẽ cái độ sáng của đèn tâm nó sẽ giảm dần nếu mà nhấn nút trừ, và nhấn nút cộng thì sẽ là tăng lên nhé. C này là chuyển sang các cái màu đèn khác nhau này. Đấy, và muốn ấn tắt thì ấn nút này, còn chúng ta muốn tắt hẳn ví dụ như sau một ngày đi săn thì chúng ta sẽ ấn xoay cái nút này. Đó, rất là tiện lợi. Thì chúng ta sẽ không cần phải xoay cái nút này giống như là những cái loại khác. Đó, rất là tiện. Và hai cái núm này là cũng là những cái núm mà để chỉnh tâm lên xuống trái phải. Đó, anh em có thể nghe tiếng tách 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 rất là hay. Đó. Lên xuống trái phải. Và để điều chỉnh laser thì chúng ta có thể điều chỉnh ở trên đây nhé. Đây là trái phải này. Đấy, và đây là lên xuống nhé. Thì anh em khi về bắn thì chúng ta có thể điều chỉnh laser trước hoặc là điều chỉnh tâm trước. Sau đó sẽ điều chỉnh cái còn lại theo cái đã chỉnh. Đó, rất là hay. Đây là một kính kính ngắm đa chức năng. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy. Thiết kế rất là đẹp và rất là nhỏ gọn. Đó, laser đỏ luôn. Thì lát nữa mình sẽ ra ngoài trời và ngắm bắn cho thử cái kính ngắm này, cái độ trong, độ nét nó sẽ như thế nào. Thì dĩ nhiên là cái độ nét của nó sẽ không bằng những cái dòng Corus được, và cái độ ổn định của nó không bằng những dòng Corus được.
Nhưng mà trong cái tầm giá này thì là chúng ta có một loại đa chức năng, vừa đèn, vừa kính ngắm lại vừa có đèn laser và vừa có đèn tâm và tâm chấm bốn phía rất là thời thượng. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi cùng với Sốc Công Thành đi, chúng ta sẽ ra bên ngoài và test cái kính ngắm VSM này nhé. VSM thì cái kính ngắm này là có cái laser bên trong. Thì dĩ nhiên là chúng ta nhìn bằng cái qua cái điện thoại này thì nó sẽ không bao giờ nhìn nét bằng mắt thường được. Mắt thường nó sẽ nhìn nét hơn rất là nhiều nhé. Nên là anh em hãy mua về và trải nghiệm. Thì mình sẽ dùng cái ống nhòm đo khoảng cách để mình sẽ test những cái khoảng cách mình sẽ định nhìn. Đây là khoảng cách 17, hơn 17 m, đến khoảng cách 46 m, rồi khoảng cách 66 m, và cuối cùng là cái khoảng cách xa nhất là 138 m, 140 m nhé. Thì bên mình có bán tất cả những cái loại ống nhòm đo khoảng cách khác nhau. Và đây thì mình sẽ ban đầu mình sẽ giới test cái laser nhé. Thì ban ngày thì cái laser này nó chiếu được hạn chế thôi, vì đây là cái laser đỏ nên là nó sẽ bị ánh sáng ban ngày nó áp đi. Còn khi chúng ta dùng ở ban đêm thì chúng ta có thể chiếu xa thoải mái, vài trăm mét cũng được, vài trăm mét. Còn ban ngày thì tùy cái tình hình mà thời tiết thời nắng như thế nào mà nó có thể nhìn xa hơn. Đó, ví dụ trời râm râm hơn một chút thì có thể nhìn được 3, 4, 50 mét. Nắng to quá nó sẽ chỉ được gần thôi. Đó, đây là khoảng cách 17 mét, 17 mét. Và nhìn cái, anh em có thể nhìn cái laser ở bên dưới nhá. Đèn laser đấy. Đèn laser này có thể điều chỉnh được lên xuống trái phải. Khi chúng ta mua về thì điều chỉnh tâm trước hoặc là đèn laser trước cũng được. Và đây là cái đèn tâm khi mình bật lên nhá. Tâm của nó sẽ là sáng toàn bộ tâm. Có hai loại tâm xanh đỏ, hai màu tâm xanh đỏ. Và mỗi màu tâm thì nó sẽ có 5 mức khác nhau. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái tâm nó cực kỳ sáng luôn. Và những cái tâm này đều được điều chỉnh bằng cái núm điều chỉnh bằng điện tử nhá. Và đây ở khoảng cách 46 m thì chúng ta nhìn cái điều hòa kia nhé. Đó, và chúng ta vặn to cái độ phóng đại từ 3 đến 9 lần lên. Đó, và đây là 9 lần, chúng ta có thể nhìn thấy nó cũng rất là rõ nét. Có lẽ con này nó sẽ thua với một số con như là Makun chẳng hạn. Bên mình có bán cả Makun nhá. Hoặc là chắc chắn là sẽ thua cái Colt của Ý rồi. Và đây ở khoảng cách 66 m thì chúng ta sẽ zoom lên như thế này. Đó. Và cuối cùng sẽ là cái khoảng cách 138 m thì chúng ta sẽ nhìn. Đây là chúng ta đang để ở cái độ phóng đại là 9 lần. Đó, chúng ta vẫn có thể nhìn và bắn được bình thường nhé. Nếu mà súng của anh em mà có thể bắn được hơn 100 m thì vẫn có thể bắn được. Và đây là chúng ta sẽ đang điều chỉnh xuống cái độ phóng đại là 3 lần. Nếu mà anh em thấy thích cái kính ngắm này thì anh em có thể gọi đến 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên mình sẽ gửi về tận nơi, tận nhà cho anh em. Hoặc là anh em cũng có thể truy cập vào trang web congthanhshop.com. Bên mình có để cực kỳ nhiều các cái thể loại kính ngắm rồi những cái phụ kiện cho anh em. Bên mình vừa về hàng rất là nhiều. Rất là nhiều các loại kính ngắm của Trung Quốc hoặc là những phụ kiện. Đây, có thể nhìn sơ qua cho anh em. Đó. Rất là nhiều các cái thể loại phụ kiện rồi là kính ngắm của Trung Quốc mới về. Nên là anh em nhanh tay đặt hàng nhá. Bên mình có rất nhiều lắm. Và cũng xin lưu ý với anh em là cái mặt hàng kính ngắm này thì bên mình bây giờ là gửi đi là vẫn COD nhưng không được đồng kiểm nhá. Vì cái này để đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Và bên mình cũng không vì mấy trăm hay là mấy triệu của anh em mà là mất uy tín đâu. Bên mình còn làm ăn lâu dài chứ không phải là ngày 1, ngày 2 như là một số cái shop chột giật khác. Thì để nắp lên cái súng thì anh em có thể dùng những cái chân như này đi kèm theo là những cái chân bốn ốc, nhìn là rất chắc chắn luôn. Đó, chân cao. Còn nếu mà anh em muốn đổi sang chân thấp thì có thể gọi đến Sốc Công Thành để đổi sang nhé. Nếu mà súng cho anh em đã có rãnh thì nắp lên luôn, còn chưa có rãnh thì bên mình có bán luôn những cái kiểu rãnh như này, có cái đường dây xương cá 10 phân hoặc 25 phân hoặc là cái ốp tạo rãnh 11 ly nhá. Đó. Cái đường dây xương cá này thì là độ rộng của nó là 18-20. Rất mong sự ủng hộ của anh em bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh Sốc Công Thành và nút chuông ở bên cạnh. Thì mỗi lần Sốc Công Thành ra clip mới thì bên mình sẽ báo về ngay cho điện thoại cho mọi người. Đó. Có rất rất nhiều các clip hay ho ở phía sau nhé. Bên mình sẽ gửi đến những cái clip test rồi là những cái clip thực tế cho anh em. Đó. Chúc cho anh em một ngày làm việc vui vẻ và săn được thật nhiều mồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.